em sinh em bé ra rồi á, thì mình nhìn biểu hiện của con, mình mới thấy là con có những cái mà mình không ngờ tới. Bình thường á là lúc nào cũng ngủ với mẹ, nhưng mà khi có em về rồi thì mẹ không cho ngủ chung nữa, mẹ cho ngủ với bà. Thì lúc đó là giận mẹ, giận kiểu là không nói chuyện với mẹ, hỏi thì không trả lời. Rồi sau này có những cái câu ví dụ như là mẹ thương em mẹ không thương con, hay mình hay nói là con ơi nhường cho em đi. Em xin chào hai chị đẹp, em tên là Bùi Hồng Ngọc Vân Anh, năm nay em 31 tuổi. Em có mấy bé rồi? Dạ em có hai bé rồi, bé lớn của em là 5 tuổi, còn bé nhỏ của em là cỡ 2 tuổi rưỡi, gần 3 tuổi. Mình quay ngược trở lại với một cái câu chuyện 6 năm về trước, cái ngày mà mình phát hiện ra mình có thai nó diễn biến như thế nào? Dạ thật ra là bé đầu tiên của em á là ngoài kế hoạch. Lúc đó là em còn học thạc sĩ ở trên Sài Gòn, gia đình chồng em là ở Cần Thơ, có nghĩa là hai người là ở xa nhau. Đi mà, xa rồi đó. Dạ đúng rồi, yêu xa rồi, rồi cưới xa rồi nữa. Thì kế hoạch của mình á là học thạc sĩ xong thì mình về rồi mình có em bé là vô khuôn rồi. Nhưng mà ai dè đâu là còn có 9 tháng nữa là em tốt nghiệp á, bảo vệ lương văn á, thì lại cấn bầu. Yêu xa vậy sao bầu nó tới được? Nó ngày Tết chị. À. Em ơi yêu xa thôi, thỉnh thoảng cũng phải có dâu ca rồi chứ ca. Em nhớ là lúc đó là ngay Tết rồi đó chị, 14 tháng 2 còn ở nhà mà. À cấn bầu. Dạ. Mà 9 tháng nữa là tốt nghiệp. Tốt nghiệp ở đây là thi tốt nghiệp hay là nhận bằng tốt nghiệp? À dạ lúc đó là bảo vệ tốt nghiệp. Dạ đúng rồi, bảo vệ luận văn. Cái giai đoạn đó tụi tôi ngồi hội đồng tụi tôi áp lực lắm. Kiểu giống như giờ sao thầy cô cho em qua không? Không cho em qua làm đẻ nè. Đó đâu mà lắm. Nhưng mà lúc mà em nhận cái tin, có nghĩa là mình biết là mình đang mang em bé, nó đã diễn ra như thế nào? Dạ thật ra là cái tháng đó nó lại trễ hơn những cái tháng trước. Nói chung là cái kinh nguyệt của em nó cũng không có đều lắm, nhưng mà riêng cái lần này thì tự nhiên mình có cảm giác gì nó hơi lạ. Nó giống như cái giác quan thứ 6 của mình hay sao đó. Cái em mới mua que về thử. Thì lúc đó em thử thì lên 2 vạch, nhưng mà 2 vạch mờ. Nhưng mà tại vì em cũng biết thì 2 vạch mờ thì chắc là cũng 99% rồi. Khoan dừng 3 giây chỗ này đi, em thử mấy que? Em thử một que, nhưng mà tối về em mua thêm que nữa em thử nữa. Em nói gì nghe là không có ngoại lệ, chỉ có một trường hợp duy nhất thôi. Tôi kỳ vọng là ba học dược thì biết đâu người ta cũng mới có niềm tin. Không chị ơi, qua hôm sau còn mua thêm nữa, mỗi ngày còn mua thêm que thử cho tới khi nào đậm mới thôi chị ơi. Đó, thấy chưa? Lọt là không có tin. Càng phải khẳng định mọi người hãy khởi nghiệp bằng cách bán que thử thai giùm em, sức mua ghê lắm. Tôi ngày xưa tôi cũng hay que chứ không ít gì. Em là học bên dược mà đề tài của em là làm trong phòng thí nghiệm nhiều. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới em bé. Nói chung là em khi mà em biết là em cấn bầu thì em cũng sẽ biết là cái chặng đường tiếp theo là nó sẽ khó khăn. Thì em mới điện thoại về em báo cho chồng em với mẹ chồng em biết. Thì lúc đó thì mọi người cũng vui. Fogima, sắc nước bà bầu, đỉnh của chớp. Vui mừng bình thường lắm thì thôi em thấy cũng ok rồi. Thôi không sao, mình cứ im im mình làm đề tài. Hai bữa sau, mẹ chồng em mới gọi điện lên kêu em bây giờ thôi sắp xếp công việc về dưới quê đi, mẹ có chuyện mới nói chuyện cho nghe. Chết rồi, vậy là có điềm rồi. Em về nhà em nói chuyện với mẹ với chồng em thì mẹ với chồng em mới nói là bây giờ thôi, không làm đề tài nữa. Trên kia ở có mình à, không có ai chăm sóc. Mà đi xa rồi làm đề tài, hóa chất các kiểu cũng ảnh hưởng tới em bé làm sao. Tại vì cháu là cháu đầu tiên của mẹ, mẹ không cho làm đề tài nữa. Sinh em bé xong rồi muốn làm gì thì làm. Dạ thì lúc đó thì em cũng hơi mâu thuẫn một chút xíu. Là tại vì em biết á, hiện giờ là mình chỉ còn có 9 tháng nữa thôi, cái đề tài mình đang làm mà. Mình chỉ còn 9 tháng nữa thôi là mình làm xong rồi. Em nghĩ là em sắp xếp được. Nên em cứ mâu thuẫn là bây giờ mình tiếp tục làm hay là bây giờ mình ngưng cái công việc đó, mình về đây mình dưỡng thai, mình sinh em bé xong rồi mình mới làm tiếp tục. Nhưng mà vấn đề ở chỗ không phải là sức của em mà là phòng lab. Cái quan trọng đó là cái trải nghiệm thai kỳ đó nó sẽ diễn ra với những cái hoạt động mà em làm ở trong phòng thí nghiệm thì mình không kiểm soát được. Thì lúc đó là em quyết định sao? Tại vì mình có thể bảo lưu mà. Mình có thể bảo lưu, nhưng mà em á giống như á là em là có kế hoạch trong đầu em hết trơn. Ví dụ như là tới bao nhiêu tuổi thì em phải có bằng thạc sĩ, tới bao nhiêu tuổi thì em sẽ có em bé rồi cái kiểu. Nhưng mà tự nhiên cái tới lúc đó cái kế hoạch của mình nó vỡ ngang ra. Rồi em không có chấp nhận được, với lại là em biết là khi mà em có em bé em về Cần Thơ rồi thì rất là khó lên Sài Gòn. Rất là khó lên Sài Gòn để tiếp tục làm đề tài. Có thể là nếu mà em lúc đó mà em bảo lưu luôn, chắc có lẽ là tới bây giờ em cũng không có được cái bằng thạc sĩ dược nữa. Nên cũng đắn đo thì lúc đó là em nghĩ, em xin thầy nghỉ làm đề tài một tháng để em suy nghĩ. Trong đầu em cũng nghĩ là em cương quyết em làm. Mà chồng em với mẹ chồng em thì lại nói là thôi giờ không cho làm nữa. Thì nói chung là hai bên cũng căng thẳng dữ lắm. Tới cái khúc cuối cùng là em nói giờ nè, bây giờ mà anh không cho em làm là em không cho anh gặp
em với con luôn là em nói lúc đó. Thì lúc đó chồng em với mẹ chồng em mới hòa hoãn một chút xíu. Nhưng mà có điều á thì em cũng nói chung là mình cũng nói lại là bây giờ em cam kết là giờ em lên Sài Gòn á, có mẹ ruột của em lên chăm em. Rồi phần đề tài thì công việc nó cũng em sắp xếp được, nó sẽ không ảnh hưởng tới con. Thì em hứa em cam kết hết. Với lại em làm căng quá thì cuối cùng là mẹ chồng em với chồng em mới cho em lên Sài Gòn làm. Cuối cùng là mình là chiến thắng. Dạ chiến thắng, nhưng mà có điều nó lại bắt đầu vô cái cực khổ của mình. Em lên Sài Gòn lại mở nhà của anh em ở quận 9. Mà lúc đó em đang đi làm ở Đồng Nai. Mà nơi em làm đề tài là trường Tôn Đức Thắng ở quận 7. Là có nghĩa ở đâu nó cũng xa hết trơn á, là mỗi lần mà em đi từ nhà tới nơi làm hoặc là từ nhà cho tới trường á là 1 tiếng đồng hồ đi bằng xe máy. Nhưng mà có điều á là bây giờ mình lỡ là mình hứa, mình nói quá trời rồi, mình hứa là mình lên mình làm được rồi, nên nhiều khi là mấy cái cực khổ mình không có dám nói với chồng em. Dạ. Tại vì mình đã tự chọn cái mình cái đã tự chọn đó. Rồi cái mấy tháng đầu á là em bị ngén rất là nhiều. Chị đang tính hỏi. Dạ. Ví dụ ngén đó, em nhớ là tới tháng thứ 4, thứ 5 là vẫn còn ngén luôn. Lúc đầu là em còn đi xe máy nha, em tự chạy xe máy. Thì có đợt á là nó lên cơn ngén, em cũng biết sao nữa, nói chung là ngén thì nó ngày ngọt rồi, nhưng mà có một lần nó lên cơn ngén là em ói đang chạy xe là nó ọc, nó ói ra hết, là dơ hết người luôn. Là lúc đó là chịu hết nổi rồi. Lúc đó là em nhớ là em cố gắng là em chạy từ Đồng Nai về, chỉ có cố gắng là cầm lái chạy về tới nhà thôi. Là em chạy tới nhà là em lên trên lầu là em lột đồ ra hết để em nằm lên trên giường. Nhưng mà cũng hên cái là có mẹ ruột của em. Thì từ sau cái lần đó thì em không có đi xe máy nữa, mà em đi Grab. em đi Grab bike. Em không dám đi Grab taxi, tại vì Grab taxi nó mất tiền dữ lắm. Mỗi lần mà bắt Grab taxi là đâu đó là hình như là cũng 200 mấy một quận. Mà nếu mà tính ra mà mình đi một tháng là rất là nhiều. Các em tiết tiền em đi Grab bike thôi. Là em từ hạng bình thường mà tới lúc em làm xong đề tài là em nhớ là cũng hạng diamond rồi đó. Là em cũng cống hiến cho tiền Grab cũng rất là nhiều. Em nhớ là một tháng nhiều lắm chị, một tháng cũng khoảng 7-8 triệu tiền Grab á, là một tháng á, tại vì đi nhiều lắm. Lúc đó là em nhớ là em đi xe máy là từ lúc cái bụng còn nhỏ, là đi tới cái lúc mà cái bụng em đụng cái ông Grab, cái lưng của ông Grab. Đo thai kỳ bằng khoảng cách với chú Grab. Được nha, cưng nè. Cái bụng là đụng cái chú Grab luôn. Là tới lúc đó là chuẩn bị bảo vệ đề tài là phải chuẩn bị về. Ai mà hỏi nha, em ơi em bầu của em bao lớn rồi? Dạ bầu em cách lưng chú Grab 5cm. Trong cái quá trình mà di chuyển liên tục bằng xe Grab như vậy á, thì chị nghĩ là cũng không gặp ít lần gặp nguy hiểm đâu ạ. Dạ em nhớ là có một cái lần như thế này. Lần đó thì cũng hơi thót tim chút xíu. Là thường á là em chạy xe sợ nắng mà chị, nên em mặc cái áo chống nắng. Em nhớ được đem có cái áo chống nắng dài lắm. Đang ngồi bình thường cái có một người nói em á là chị ơi vướng cái váy vô bánh xe kìa. Trời ơi em thót tim chân, phải kéo lên liền. Cũng hên là nó chỉ mới vướng chút xíu thôi là em kéo lên liền. Thì lúc đó là sợ, nhưng mà bây giờ là em nghĩ là em còn sợ hơn nữa. Tại vì hồi lúc đó thì mình sợ một thôi, nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại nếu mà nó còn vướng, hoặc là nếu người đó mà không có kêu mình mà nó vướng nhiều hơn nữa, thì em không biết lúc đó là hai mẹ con sao nữa. Tại lúc đó cái bụng bầu cũng lớn, hình như là em cũng chưa kể cho chồng em nghe. Trời ơi, bữa nay cả nước biết. Chồng chưa biết cả nước biết. Em mà kể mà em nói có cái chuyện đó cái là ông bắt em về liền, nên thôi em không có kể. Rồi em có phải có một cái cuộc đàm phán nào đó với giáo viên hướng dẫn của mình cho những cái lần thực nghiệm trong phòng thí nghiệm, và thầy cô có nhẹ tay với mình, với một học viên mà đang có em bé không? À dạ thật ra là như thế này, tại vì em làm đề tài về làm trong phòng lab á, thì cái thời gian của em chủ động được. Với lại là trong phòng lab thì sẽ có một thầy trợ giảng và một số bạn ở trong lab thì bạn cũng có hỗ trợ mình được. Tuy nhiên là cũng chỉ hỗ trợ một phần nào thôi, và một số công việc thì mình bắt buộc mình phải làm. Em nhớ là có những cái ngày mà em phải chạy máy thì em phải ngủ ở trong phòng lab luôn. Thì em nhớ là có những hôm là mình phải tự làm việc một mình, tại buổi tối không có ai hết. Em nhớ là có thể là có mấy cái máy cao này nè, là mình phải đứng bắt cái ghế cao này nè, mình đứng lên mình với, mình đổ hóa chất lên mấy cái máy, thức nguyên đêm đó. Rồi tối mình đâu có gói, đâu có mền gì đâu chị, là mình phải trải mấy cái thùng cà tông nè, mấy thùng cà tông trong phòng lab á, mình trải rồi mình nằm đó. Em nhớ là trải thùng cà tông lên, rồi em nằm lên, rồi tới đắp cái áo khoác chống nắng á chị, đắp áo khoác chống nắng là đắp lên là cái bụng nhô cao lên. Những lúc đó thì mình không có suy nghĩ gì, nhưng mà lâu lâu nghĩ lại thì cũng đi qua rồi mới thấy đúng không, hơi buồn về cái khúc đó, nhưng mà tại vì cái lựa chọn của mình đó là lựa chọn của mình thôi. Thế rồi cái gọi là thời khóa biểu trong một ngày của một bạn sinh viên đang bảo vệ luận án và một mẹ bỉm, nó sẽ như thế nào, rồi ăn uống như thế nào để em có thể có một cái hành trình mang thai để mà đi đến cái đích cuối cùng được?
Bé đầu tiên á thì như thế này, thì em có mẹ ruột của em lên chăm, thì mẹ sẽ lo cho em buổi trưa. Sáng á thì em sẽ tự mua đồ ăn ăn. Nếu mà chiều về nhà thì về nhà với mẹ. Còn nếu mà mình làm qua đêm luôn á thì lúc đó thì mình phải tự đặt đồ ăn ngoài rồi. Trộm vía là em bé rất khỏe, lên cân đều. Chỉ có cái là mấy tháng đầu á là em bị ngén nhiều á, không ăn được á thì hơi không tốt chút xíu. Thế thì hai cái đích mà mình cần đạt được đó là tốt nghiệp nè và đẻ. Với lại đẻ thì cái nào tới trước? Em mang bầu là khoảng 35 tuần là em bảo vệ. Thì mấy bạn hay nói với em á là chơi chiêu. Tại vì á là mấy bạn hay nói là vợ mà thầy mà thấy mà bụng bự cái là thầy không có hỏi nhiều. Thì cũng có là thầy cũng nương, nhưng mà có điều mình cũng có cố gắng trong đó. Dạ thì 35 tuần á là em bảo vệ. Bảo vệ xong á thì em về Cần Thơ luôn, là coi như là bảo vệ suôn sẻ. 35 tuần là em về Cần Thơ thì tính là mình suôn sẻ, mình đợi ngày sinh rồi. Thì ai về đâu cứ mình đi khám. Em nhớ là tới tuần 38 bác sĩ thấy có một cái chỉ số bất thường, cái giữ em trong bệnh viện luôn. Là chỉ số gì em còn nhớ không? Em không có nhớ rõ, nhưng mà lại là nó là một cái thông số của thai nhi mà mình nó bị giảm hơn so với mức bình thường, thì mình phải theo dõi thường xuyên. Nếu mà nó giảm quá cái mức đó thì phải mổ lấy thai gấp. Dạ nên bác sĩ không cho về nhà mà bác sĩ phải bắt ở trong bệnh viện luôn. Thì em nằm trong bệnh viện 2 tuần mới sinh em bé. Rồi tới cái ngày đi sanh là có chuyển dạ, có đau bụng, có trở dạ hay là mình đi sanh theo kế hoạch một cách bình thường? Dạ không, em nằm viện từ 38 tuần cho tới 40 tuần luôn. Thì lúc đó em khỏe lắm, nhưng mà tới những cái ngày mà gần cuối rồi á là mình bắt đầu mình hơi mệt trong người rồi. Tại vì em nhớ là bác sĩ hỏi với mình là sinh thường hay sinh mổ. Em lại muốn sinh thường, tại vì kế hoạch của em á là em sinh thường là em sinh một lượt luôn, em sinh một lượt 2-3 đứa luôn. Thì bác sĩ nói sinh thường thì nằm viện. Em nhớ là 39 tuần mấy ngày. Thì lúc đó là không sinh thường được, là không có dấu hiệu gì hết. Thì bác sĩ mới tiêm một cái liều thuốc là thuốc sinh. Sau khi tiêm rồi thì cũng không sinh thường được, không có nở. Em chờ khoảng 1 ngày rưỡi thì lúc đó là em bắt đầu có dấu hiệu là sốt. Em cũng không biết là lý do như thế nào. Thì lúc đó bác sĩ mới đem lên phòng mổ. Thì mình có đau chuyển dạ không? Sau khi tiêm thuốc sinh là có đau chuyển dạ. Cứ 15 phút là nó sẽ gò lên một lần. Nhưng mà đau em nhớ là cỡ khoảng 1 ngày nó vẫn không nở con nào hết. Cuối cùng là bác sĩ mổ. Mà mổ nó cũng lại không bình thường nữa. Là tại vì trong người em nó lại có một cái nhiễm CBS, là một cái liên cầu khuẩn thì có thể truyền cho em bé, gây cho nhiễm trùng thai nhi. Sau khi mà mổ bắt em bé xong rồi á thì em bé không có được da kề da với mẹ, mà bé được ẩm lên và theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt, trong phòng kanguru. Em chỉ có nhìn con được chút xíu thôi. Em hôn con xong cái là bác sĩ ẩm đi luôn. 3 ngày sau mới gặp con. Cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Thật ra là trong 3 ngày đó thì em chưa có cảm xúc gì nhiều. Tại vì mình quá mệt, giống như là mình ở bệnh viện 2 tuần rồi. Rồi tới lúc mà mình sốt xong rồi mới mổ, mình rượu rồi mình mệt quá rồi. Thì trong 3 ngày đó là em cũng có sốt ly bì luôn. Cũng nhớ con đó nhưng mà cũng chưa có nhớ nhiều. Em nhớ là cái lần đầu tiên mà được gặp con á là sáng ngày hôm thứ ba, là bà bệnh viện mới nói là có một cái đợt là ẵm em bé đi tiêm ngừa. Thì mẹ em mới kêu em á là chạy ra coi. Thì bà ngoại nói là chỉ bé này mình con mình nè. Dạ lúc đó là rưng rưng rồi, lúc đó là mới biết là thương con. Cảm xúc của mình là nhiều nhất là ở lúc đó. Bao nhiêu ngày thì em được xuất viện về nhà? Dạ 5 ngày, 3 ngày thì bé được trả về cho mình. Tại vì em bé đã trong cái phòng kanguru rồi. Bây giờ muốn gặp bé thì một ngày ta cho gặp 5 phút là nhìn qua cái tấm kính á. Cũng không được gặp bé, cũng không được ôm bé đâu. Con em mà về 3 ngày sau về á thì nó có một cái khó khăn như này, là cái phòng mình ở phòng chung, mà cái giường của em ở á là ngay cái máy lạnh nó phà xuống. Thì con em lạnh thì em tăng nhiệt độ lên, thì mày con ta nóng người. Thì xíu cái mấy chị mới hạ nhiệt độ xuống. Em thấy hạ rồi con em nó nóng quá, nó khóc. Thì em cũng điều chỉnh nhiệt độ, rồi cuối cùng là chuyển qua chỉnh lại. Thì cuối cùng á là em không chỉnh nữa thì con bé nó lạnh quá, nó khóc nguyên đêm. Nó khóc nguyên đêm, nó không chịu ngủ. Là nguyên đêm đó là em nhớ là mẹ em phải ẵm nguyên đêm tới ngày về luôn. Còn em thì em ẵm không nổi. Thật sự là lúc đó là em rất là yếu, em ẵm không nổi. Mình có thể điều chỉnh cái hướng nằm của con, cái nôi của con không? Lúc đó không có nôi luôn chị. Lúc đó không có nôi. Cái là phòng con đó nằm là không trên có cái nôi. Giường chung với dạ mình. Đúng rồi, là con nằm chung với mẹ. Với lại thêm cái nữa là lúc đó em chưa có sữa. Lúc đó em chưa có sữa. Tại vì 3 ngày đầu là bắt ảnh đi lên trên chăm sóc đặc biệt rồi. Em lúc đó thì mình cũng tập 1, mình chưa có hút sữa được các kiểu, cũng cho bú bằng sữa mẹ đó, nhưng mà không có đủ nên anh cũng khóc, rồi lạnh cũng khóc. Sau 5 ngày là được xuất viện về nhà.
Rồi ai sẽ là người phụ em chăm sóc em bé? Chăm sóc bé thì có mẹ ruột của em. Còn chồng em thì nói chung là cũng thương con lắm, nhưng mà nhát. Tháng sau mới dám ẵm con. Em kêu ẵm đại đi, nhưng mà công việc lặt vặt thay tả gì đó thì đụng thôi, cũng không có sợ nha, cũng phụ. Nhưng mà riêng ẵm là không ẵm. Nhưng mà được cái là em có mẹ. Rồi thế thì tới bé thứ hai thì sao? Em cố gắng lắm mới có bé thứ hai. Tại vì chồng em không chịu sinh bé thứ hai. Lý do? Cái lý do rất là lạ hơn người ta. Giống như là anh nói là tại vì bây giờ đứa đầu là mình thương nhiều quá trời nhiều, rồi giờ anh không muốn đẻ thêm đứa thứ hai để san sẻ cái tình cảm đó. Cái em mới nói xong mà cái gì nó lạ hơn ta với người ta. Em năn nỉ, lúc đó là hai vợ chồng cũng nói chuyện, cũng cãi lộn nhau nhiều lần lắm. Thì cũng nguyên một khoảng thời gian sau chồng em mới chịu là có bé thứ hai. Mà bé thứ hai thì sau đó thì em thả thì không dính. Thì cuối cùng là em làm IVF. Chồng em cơ bản là đã không muốn sanh thêm một bé rồi, mà bây giờ phải can thiệp bằng y khoa để có em bé, thì em thuyết phục ảnh bằng cách nào? Mưa dầm thấm lâu chị, nói hoài như ngày nào mình cũng nói nè, thấy con ta gì, vui không được cái kiểu. Anh thấy ví dụ như lớn lên không có anh có em gì hết thấy buồn không? Anh thì có anh của anh nè, có khó khăn gì thì còn giúp đỡ lẫn nhau, còn nếu mà không có rồi thì bơ vơ, mình đâu có sống với con hoài đâu, con lớn lên hoặc là sau này không có mình thì sao. Thì cuối cùng thì anh mới chốt với em là rồi hai đứa thôi nha. Thực ra cái nhân vật chính mà đáng lý ra cần được hỏi ý là em bé không? Có tâm lý em bé làm sao? Em có quan sát bạn lớn để em đưa ra quyết định là em xin tiếp bạn nhỏ không? Xin bạn nhỏ là lúc đó em bé của em là cỡ khoảng 1 tuổi rưỡi. Thật ra là lúc đó ảnh chưa có biết nhiều. Nhưng mà khi mà em xin em bé ra rồi á, thì mình nhìn biểu hiện của con, mình mới thấy là con có những cái mà mình không ngờ tới. Bình thường á là lúc nào cũng ngủ với mẹ, nhưng mà khi có em về rồi thì mẹ không cho ngủ chung nữa, mẹ cho ngủ với bà. Thì lúc đó là giận mẹ, giận kiểu là không nói chuyện với mẹ, hỏi thì không trả lời. Rồi sau này có những cái câu ví dụ như là mẹ thương em mẹ không thương con, hay mình hay nói là con ơi nhường cho em đi. Thì anh mới nói là nếu vậy á là mấy đồ này là của em hết đúng không, không phải của con đúng không, là có nghĩa là em bé của mình nó có để ý. Trời ơi, nó rất để ý chứ sao lại là có để ý được em. Dạ lúc đó là em mới suy nghĩ là rồi sao bây giờ, không biết là phải làm sao. Nhiều khi nó hỏi là em không biết trả lời như thế nào luôn. Đó mới là cái mà chị nói tại sao em bé lớn là nhân vật chính. Các bạn quyết định có con hay không, nó vẫn nằm trong câu chuyện là các bạn vẫn đang là cái người làm chủ cuộc chơi ngay từ đầu. Tức là các bạn sẽ cảm thấy là mình nhân đôi lên được cái vai trò của mình. Nhưng em bé lớn của em nó sẽ thấy là nó bị san sẻ đi một nửa. Thậm chí là nó hoài nghi rằng là thực ra nó có còn được đón nhận trong mối quan hệ với cha mẹ hay không. Dĩ nhiên là cái đó là người lớn mình thì sẽ nói là con làm sao mà đứa thương đứa ghét được, thương hết. Thậm chí có những tình huống này luôn này, phản từ phản tỉnh ha, là có những cái tình huống hai bé chơi với nhau và có thể là em bé nhỏ khóc. Đôi khi trong sự nóng lòng của một bà mẹ, em có thể chưa có quán xuyến được hết câu chuyện là gì, thì cái phản xạ đầu tiên nó như một dạng bản năng của các mẹ luôn. Con làm gì em khóc vậy? Là cái câu mà mình chưa có biết câu chuyện nó đã diễn ra cái gì luôn. Nhưng câu đầu tiên, ủa con làm gì mà em khóc vậy? Ủa con cũng ấm ức lắm. Chẳng qua là con chưa kịp khóc trước nó thôi. Nó nhanh hơn con thôi. Đó là cơ chế mà các mẹ nói, không có, mẹ không có thương con hay là thương em nhiều hơn. Nhưng rất không may là những cái tình huống nó cứ liên tục xảy ra, nó làm cho đứa trẻ buộc phải nghĩ là mình là ai trong cuộc đời này. Nhưng mà sẽ điều chỉnh, nếu như em thật sự lưu ý cái điều đó thì em điều chỉnh. Cái quan trọng là vẫn may là vì sao? Là vì em ấy thể hiện. Cho nên không sao. Chứ có nhiều em bé không có thể hiện, và đó mới là bi kịch đó. Cho nên là chúng ta lưu ý một chút xíu. Rồi hành trình mang thai em bé thứ hai nó có dễ dàng? Dạ bé thứ hai á, thì em làm IVF. Mới đầu thì em cứ nghĩ là mình cơ thể bình thường, tại vì mình có bé đầu sinh tự nhiên rồi. Nhưng mà thật ra là khi mà làm á thì nó lại không có nhiều. Khi ra kết quả thì em chỉ có 2 phôi thôi, mà loại khá thôi chứ cũng không được loại tốt nữa. Và khi em cấy vào cơ thể á, thì em cấy 2 phôi nhưng mà chỉ đậu 1 phôi thôi. Em nhớ là cỡ khoảng 2 tuần sau á, thì nó có hiện tượng là bóc tách 5% nó ra máu. Thì theo dõi cỡ khoảng 2 ngày thì ổn lại. Thì sau đó thì mấy cái chỉ số khác á, thì nó bình thường. Mang thai lần đầu tiên thì không có cái đồng hành của ông xã mình, tại vì mình phải ở trên Sài Gòn vừa đi học vừa đi làm rồi vừa mang thai. Nhưng với em bé thứ hai thì cái sự chăm sóc quan tâm nó có được bù đắp lại hay không? Lúc đó thì sướng quá trời sướng rồi chị. Tại vì bé thứ hai thì em đã về rồi. Lúc đó là em ở chung với mẹ chồng em và mẹ ruột em luôn. Hai mẹ chồng được chầm chồng nữa, rất là sướng. Mẹ ruột thì nấu yến cho ăn, mẹ chồng thì pha sữa đậu nành cho uống. Như bà Hoàng, Hoàng Quý Phi. Mặc dù là em có ngán, nhưng mà ngán trong sự sung sướng. Cái hành trình đi sinh thì sao? Lần đầu tiên thì em cương quyết là mình sinh thường. Nhưng mà lần thứ hai thì em không có còn cương quyết nữa. Em coi ngày lành tháng tốt.
Sáng sớm hai vợ chồng dắt vào bệnh viện rồi mổ. Rồi lần này là có chọn phòng dịch vụ không em? Dạ, lần này là bút phòng dịch vụ rồi hết. Rồi, về nhà chăm con nuôi con, em có gặp cái khó khăn nào nhiều hay không? Trong cái vấn đề chăm con thì em có một cái vấn đề nhỏ như thế này. Khó khăn là ở bé đầu tiên là trong cái việc ru con ngủ. Bé đầu thì em cho bú sữa mẹ hoàn toàn. 5-6 tháng đầu thì bình thường, nhưng mà sau 6 tháng thì em có công việc. Nhiều khi là em đi về trễ. Em cũng canh thời gian cho con bú, nhưng mà đôi lúc có những chuyện đột xuất thì mình không về kịp. Thì khi mà em về á thì em thấy bà ngoại đã dỗ em bé ngủ rồi, qua cơn đói rồi. Thì lúc đó mình cũng không để ý nhiều. Nhưng mà dần già, lâu ngày thì em mới phát hiện ra là tại sao bà ngoại lại dỗ con được ngủ được, là bà ngoại phải dắt em bé trên vai. Tại vì em cho con bú bằng sữa mẹ, mà bé thì lúc đó nó quen sữa mẹ rồi thì bú bình nó không chịu. Mà khi cái thời gian mà em không có nhà thì mẹ đâu có sữa đâu mà mẹ cho con bú. Thì mẹ phải dắt lên, mẹ phải dắt lên mẹ dỗ rồi em bé mới ngủ. Thì cái khúc đó mình không hay được. Và khi lâu dần rồi thì em bé nó quen. Cuối cùng là phải dắt tới lớn, tới em bé mười mấy ký là phải dắt, dắt ngủ. Tới lúc mà nó đã lớn, em bé hiểu rồi đó, thì lúc đó là mới nằm ngủ. Một tuổi mấy là vẫn còn dắt trên vai. Cũng tội nghiệp ha, tội nghiệp em bé, rồi tội nghiệp bà ngoại nữa. Rồi coi như là quyết định hai đứa là không thêm một đứa nào nữa hết. Bữa giờ là em cũng năn nỉ thêm đứa thứ ba nữa mà chưa chịu. Khoan, em có nghĩ chồng em cũng bị căng thẳng khi có con không? Em thấy sướng chết có gì đó không? Đó là em thấy, em có phải là ảnh đâu em biết. Bởi vì em thích con nít, em thích có con. Điều này không có nghĩa là ảnh không thương con hay là ảnh không thương em. Nhưng mà cái trải nghiệm để tôi phải làm cha một đứa trẻ đó là cái trải nghiệm mang tính độc đáo của từng cá nhân. Em cũng không thể thấy anh trai em hoặc là một ông nào đấy người ta làm cha hạnh phúc vui vẻ của 5-7 đứa con cái tự nhiên là chồng mình là phải như vậy mới đúng chuẩn. Không có, nam giới họ cũng bị căng thẳng sau sinh nha, họ cũng bị căng thẳng khi họ làm cha nha. Cho nên nhưng mà có thể là anh không biết diễn đạt làm sao cái nội tâm của ảnh, bởi vì nhiều khi nói không chừng ảnh bị chụp mũ là vậy là anh không thương em hả, hoặc là anh ích kỷ, mấy ông đâu có nói được. Nhưng thực ra là chị nói rất là nghiêm túc. Hãy lưu ý đến cái việc đó là mình thích con, không có nghĩa là điều đó nó cũng ở chồng mình. À, lúc mà chưa có con thì em không nghĩ là người mẹ thương con đến mức độ nào. Và khi mà mình có con rồi thì mình mới biết là tình mẹ nó rất là nhiều. Và ở đây thì em muốn gửi lời cảm ơn rất là nhiều tới mẹ em. Mẹ em là người lo cho em từ khi em có bầu, khi mà em sinh. Rồi tới bây giờ luôn là người chăm lo em rất là nhiều. Người thứ hai là mẹ chồng của em. Mẹ luôn động viên em, mẹ luôn coi em như là con ruột. Dạ rồi, còn chồng của em thì xin xin con luôn. Cho em xin đẻ thêm đứa thứ ba nữa thì em cảm ơn rất là nhiều luôn. Cảm ơn em đã tham gia chương trình và chia sẻ câu chuyện của mình cho khán giả cũng như là cho chương trình được biết. Lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời đến chị Nia cũng như là chị Lan. Ngày hôm nay thì em rất là vui. Và từ cái lúc mà em mang bầu thì có rất là nhiều khán giả hỏi là khi nào đi quay cái chương trình chắc mà diễn cùng với chị Ngọc Lan, thì ngày hôm nay đã thành hiện thực rồi ạ. Tối hôm qua thì em chứ dù mình bỏ dấu phẩy đâu vô được không? Mình chậm chậm lại mình bỏ dấu phẩy vô về cho biên tập dựng được không? Dạ được. Dạ thì tối hôm qua em không có ngủ được tại vì em háo hức rạo rực để được đi quay chương trình này ạ. Thầy cứ nói nhầm đi chứ thấy nói chậm có vẻ hơi khó khăn với em. Thời hở thôi để chị đi lấy nước cho em. Rồi, điều đó có nghĩa là mình đang là bà mẹ của mấy em bé và em bé thì mấy tháng, mấy tuổi nè. Dạ thì hiện giờ thì em mới là mẹ của một bé thôi. Và em bé của em là được 4 tháng rồi và tên ở nhà là Lê Ân. Lê Ân gặp sư tử đó hả? Dạ, mặc dù là đẻ đông cọp nhưng mà em gặp sư tử dũng mãnh tại vì em muốn con em sau này là mạnh mẽ và kiểu giống như là lúc nào cũng trong tư thế là tài ba rồi dũng mãnh rồi mạnh mẽ rồi chị này. Cho nên là Lê Ân. Dạ. Vậy thì ngày đầu tiên, lần đầu tiên, thời khắc đầu tiên mà mình biết tin mình mang thai Lion, nó đã diễn ra như thế nào? Dạ, thật ra thì em là một người khó có con. Thì trước khi mà hai vợ chồng đi quyết định là sẽ đẻ bé, thả bé thì em với chồng em là đi tới bác sĩ Hiền để mà khám trước khi mà thả có con đó chị. Thì một cái tin xét nắm đó nè, bác sĩ nói là cả chồng và vợ là coi như là hai đứa này rất là khó có con. Tại vì bé em thì là kiểu giống như là trứng của em á, dự trữ trứng của em bị thích quá. Cho nên là nếu mà mình để tự nhiên thì sẽ rất là lâu, mà cũng lâu thiệt. Cho nên là nghe giờ thì cũng hồi hộp, mình cũng lo. Mà trước đó là em đi chích ngừa. Tại vì em xác định khi mà em lấy chồng xong rồi mình nghĩ là ở cái năm đó là hợp tuổi với hai vợ chồng mình sẽ để, cho nên là trước đó là em đi chích ngừa. Chích cái loại ngừa để mà tốt cho mẹ bầu khi mà mình thả hộp á. Thì em đi chích hết. Nhưng mà đến khi đi khám bác sĩ xong thì bác sĩ nói vậy thì cũng hơi lo lắng. Nhưng mà may mắn nó miễn cưỡng tới hai vợ chồng là gần tới tháng 4 luôn.
hiện giờ là tháng tư luôn, tháng đó là tròn một năm rồi, em biết là em có hồn. Ngày hôm đó nó diễn ra như thế nào? À, dạ vui lắm chị. Ngày hôm đó thì hay có nghĩa là mình có một tâm lý là mình sẽ đang thả con và mong con, hiểu không? Mà hôm đó là sinh nhật ông chồng em nữa, thì em cũng nghĩ là bây giờ nếu như mà ngày hôm đó mà mình có baby mình và mình khẳng định được, tại vì em cứ nghĩ là em không biết là mình có thực sự có hay không, mà mình thấy trong cơ thể mình có sự thay đổi rõ rệt luôn, tại vì mình mong quá chị. Cho nên là thứ hai nên tìm hiểu là là trước khi có bầu là sẽ có những hiện tượng nào. Thì tự nhiên em thấy những tháng đầu tiên của em là em có cảm giác là nó hờn hợn trong người, mà thay đổi tâm sinh lý, nó chạy người em nó khó chịu, mà kiểu sao sao á. Thì em cũng nghi lắm, nhưng mà em cũng hy vọng là tới ngày sinh nhật của ông xã mình sẽ làm một cái cú bất ngờ cho ổng. Thì trước đó là em bị Covid, cho nên là em cũng lo. Xong rồi em lấy cái que em thử, thì nó cái ngày trước cái ngày sinh nhật khoảng 2 ngày em thử thì nó lên nhạt nhất, là chị nó cũng có lên 2 cặp nhưng mà nhạt nhất là có nghĩa là mình nghĩ là nó chưa có chắc chắn đâu. Tới ngày sinh nhật của ổng thì sáng hôm đó em dậy thật là sớm, thầy thường người ta thử que người ta thử sớm, em mua que về nhà em đóng que cho chị, em thử xong rồi em thấy nó hơi đậm mà một cách rất là chắc chắn luôn. Thì em nghĩ là em nhắn tin cho bác Hiền, em gửi cái đó cho bác Hiền, bác Hiền kêu trời ơi chúc mừng em nha, nếu mà nó đậm như vậy là khả năng rất là cao rồi. Thì em cũng nhắn tin cho ông xã em kêu chồng ơi vợ bị 2 cặp rồi, thì ông tự bị 2 Covid nữa chị. Ông nó kêu chết mồ rồi, bây giờ đi cách ly nữa hả vợ. Nó kêu em mới nói với ổng là không, cái này cách ly tại nhà nha. Dạ không biết gì cho ông chị, đến chiều về thì nói thì ông nó sụt đậm tại vì ổng không nghĩ. Rồi chiều em nói kiểu gì, chiều người ta về rồi em đưa cái que 2 cặp đó rồi em biểu cảm em sao? Không có chị, nói chung là người ta nói là giống như là nó trước nó không có qua. Nhưng mà khi mà sáng ra biết tin nó thì em khóc rất là nhiều. Xong rồi em đi em kể bảo nó chưa cho ông biết, thì em đi gặp cái bánh kem hình con cọp, một cái hình con cọp to. Với lại em giữ lại cái que đó lại đó, đến chiều em về em mới cho ông biết. Đó, nói chung là ông bất ngờ đó, ông biết. Mình đưa cái bánh kem ra, cái que nó nằm chỗ nào? Dạ cái que đó thì em cầm trên tay, xong rồi cái ngoại viên vô cái đuôi của con cọp. Rừng đầu không? Dạ có, thì nói chung là chồng em rất xúc động, tại vì chồng em cũng lớn tuổi rồi cho nên là đang rất là mong con. Dạ. Rồi thế là hốt vợ đi khám đi. Dạ thì đi xuống khám thì bác Hiền chờ chúc mừng, là lúc đó em bé được mấy tuần tuổi rồi. Cho nên mình rất là vui. Mà em thay đổi nhiều lắm, nhiều thứ lắm khi mà đến mẹ của bầu. Mà lúc đó có đang kẹt cái gì hết tim không? Dạ không, trước đó là em xác định là em thả con, cho nên là em chỉ nhận game show nè, với lại đi quay mấy chương trình nhỏ nhỏ thôi. Lúc đó là có phim của chú đạo diễn qua đang mời em tay chính luôn, nhưng mà em nói là giờ con đang thả em bé cho nên là con chưa dám nhận. Cũng lúc đó là mình cũng đã gác lại mọi công việc qua một bên để mình tập trung cho con thôi, tại vì em là một cái người ham làm, em làm nhiều quá, mà mình làm nhiều quá thì mình sẽ không có đủ sức khỏe để mình có con. Cho nên là khi mà đi khám bác sĩ về xong là mình phải tự cố gắng trấn an bản thân mình, là mình phải ngừng công việc làm một xíu, mình làm nhiều quá cho nên là sợ là mình không có sức khỏe để mình có con. Rồi cái hành trình mang thai nó tiến triển như thế nào, em có bị nén nhiều hay không, rồi ông xã hỗ trợ em trong cái việc mang thai như thế nào? Dạ 3 tháng đầu tiên thì em nén thịt heo, em nhìn thịt heo là trời ơi bớn thận, nhưng mà nổi da gà đình 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 luôn. Mà em cũng nghĩ có nhiều thì chỉ có mỗi thịt heo thôi, không hiểu tại sao cứ thấy thịt heo là em sợ. Nhưng mà em lại thích ăn cá, tất cả loại cá em thích ăn lắm, cá kho một mình em có thể ăn được 1 ký cá nục. Cá nục cũng bánh tráng với lại rau sống đó chị. Các mẹ tính gửi đồ nhiều. Dạ đúng rồi, mẹ em mua cá nục tươi gỡ vô xong rồi em hấp lên rồi một mình em ngồi ăn. Ngày nào em cũng ăn sơn tay chuyên cho mấy chị con, mấy chị đem chơi. Rồi đúng rồi. Mày miền Trung nữa đúng không? Chứ dạ. Nhà là em cái món nó quê cha đất tổ lắm. Sao cái lúc mẹ em chim lên đó thì lấy mẹ bầu khác của chăm. Chị có bầu chị nghe ăn cá xong rồi em thấy mà nó ngon lành em ăn dữ chị. Không hề mà kinh khủng luôn. Rồi ngoài cá là mình còn có cái thay đổi gì nữa không? Dạ chị có thích ăn cá nè, rồi không có bị ống nghiến nhiều. Qua cái giai đoạn 3 tháng em nói chị là em ăn tất tần tật, em ăn không cái gì mẹ không ăn được. Em ăn nhiều thứ lắm. Em ăn được, nói chung là trộm vía là lúc mà em có bầu thì em rất là khỏe. Một ngày em lên chim 8 cự, em vẫn nói ào, em đi ào, đi ào thành. Em làm tất cả mọi việc thì em nghĩ là tại vì em là những người mà hoạt động, em không thể nào mỗi một chỗ được. Nhưng mà mình là mẹ rồi thì mình sẽ có những cái mà cẩn thận để mà lo cho con. Cho nên là em tuy là em hơi ồn ào một chút xíu nhưng mà em vẫn cẩn trọng trong những cái ngày tháng em có bầu. Ví dụ cái sự cẩn trọng đi cho người ta tin, chứ cái hình của hộp bên trong là thấy lúc nào cũng rần rần đó.
Đúng rồi chị, lúc đó lúc mà em bầu em mà đẻ em còn phải tiktok á. Em lên nhảy với bà đó, xong cái chị nó kêu trời ơi có khi nào lại tụt cái bé ra này kia không, tại vì thật ra là mình là cái người mình là đang 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 có một cái bé trong cái bụng mình như thế này, là mình cảm nhận được là mình sẽ như thế nào, cho nên là mình luôn tiết chế, nên là khi mà mấy chị nhìn cho mấy chị sợ. Mà hơn cái bầu em bị chửi nhiều lắm, trời em bị chửi rất nhiều, bị chửi như thế. Lúc đó lại em có một khoảng thời gian lại bị stress, tại vì không hiểu tại sao người ta chửi mình. Thực ra em là một cái người mà kiểu như mà năng lượng, và em muốn truyền cái năng lượng này cho nhiều mẹ bầu khác. Nó cho nên là em lúc nào em cũng cố gắng vui vẻ, mặc dù ta chửi em vẫn vui. Vậy những cái nội dung mà mình bị công kích là cái gì? Nó vô duyên lắm chị. Một ngày đẹp trời em thấy người ta đi chụp hình bầu, người ta tẻ cái mặt người trên cái bụng bầu đó, rồi em kêu trời cái bộ hình này dễ thương quá, mình muốn chụp tấm dạng làm kỷ niệm, đúng không? Tại vì mà em đâu có chụp mỏng hen hay là chụp sexy hay như thế nào đâu, em bận một cái đồ len đó, một đùi với lại cái áo khoác của mà tay dài lộ bụng ra, rồi vẽ hình mặt người em bé như thế này, rất là dễ thương. Thì gia đình nhà chồng em rất ủng hộ và rất là khen bộ ảnh, rất là dễ thương. Một cái hình ảnh em bé rất là tươi vui thôi, đâu có ý nghĩa nào đâu, tự nhiên up lên cái lượt like nó kinh khủng luôn, mà lượt bình luận chửi cũng nhiều luôn. Nhưng mà người ta chửi cái gì cũng không, người ta kêu là chưa thấy con mẹ bầu nào mà mất nết con này, rồi mày nghĩ sao mày vẽ hình mặt người lên cái bụng này kia, rồi mày nghĩ sao con mày vẽ một mắt như vậy, mai mốt mày ra đời một mắt hả. Có nghĩa là những cái lời đó người ta chửi của mình rất nhiều, mà thật sự là em lúc đầu không quan tâm, nhưng mà đến những cái bình luận mà người ta xúc phạm tới con của mình thì em cảm thấy là rất là tội cho em bé, và em cảm thấy em có lỗi với con mình đó. Nhưng mà thực ra là mình chỉ muốn làm cái điều đó tích cực thôi, chứ mình không có gì hết. Đây, biết sao không? Mình là nghệ sĩ thì cái sức ảnh hưởng của mình á, nó sẽ tác động lên rất là nhiều người trong xã hội, nhiều thành phần trong xã hội. Thì trong xã hội này sẽ có người yêu và có người ghét mình, thì bất kể một hành động nào của mình nó cũng sẽ là một cái nguyên nhân để tác động thêm cái sự mà người ta không thích mình, thì người ta sẽ có những cái lời mình nói. Và chị nghĩ là mình nghệ sĩ thì mình phải luôn sống với những cái điều như vậy. Dạ. Thêm một cái gì mà người ta chửi bạn cũng không phải vì người ta ghét các bạn đâu. Nó sẽ có một cái cơ chế tâm lý mà tôi yếu thế trong một số hoàn cảnh. Nói chung là tâm tính của tôi nó không có được bình thường, tôi vẫn muốn chửi ai đó vì một cái sự chửi tức tối nào đó, nhưng tôi không chửi được cái người đó, tôi không chửi được cái người đó, tôi không có cơ hội, tôi buông cái điều đó ra. Thế thì bây giờ tôi buông vô ai? Tôi buông vô cái người mà tôi có cảm giác như là người ta không biết tôi là ai, và cái người đó là cái người mà tôi gặp được họ, và họ cái công việc của họ là cái công việc mà trưng trổ hình ảnh ra trước công chúng. Khán giả trong trường hợp này hơi bị lạm quyền, bởi vì rõ ràng là bạn đang không thích người đây, và thực ra có nhiều người họ buông những cái lời rất là cay đắng cho các bạn, nhưng không phải là vì họ ghét các bạn, không phải là vì các bạn làm cái gì đó mà họ buộc phải chửi, mà vì họ đang chuyển đi một cái nguồn năng lượng trong cuộc đời của riêng họ đó. Nhưng họ không chửi chồng được, chửi chồng có thể chồng quýnh nè, không chửi con được, chửi con nó xách ba lô ra khỏi nhà đó, càng không được chửi ba má, càng không được chửi sếp, chửi nhân viên nó quật lại rồi sao. Thế thì bây giờ tôi chửi ai? Tôi chửi vậy đó, tôi chửi Phong Long, nhưng mà chửi Phong Long nó không đã được, tại vì phải có đối tượng thụ hưởng. Thế là tôi sẽ ghim nó vô một cái nhân vật công chúng nào đó. Dạ. Nhưng mà lần đó thì khi mà bắt đầu mà bị chửi dạy thì em rất là buồn. Em nghĩ là con chứ tự nhiên người ta chửi mình. Chửi em sao cũng được, nhưng mà đừng chửi con em, tại vì nó còn chưa ra đời mà. Ủa đâu sao lại là chửi em sao cũng được, em của con em. Chứ lẽ giờ đi nói chắc chứ hỏi đi chửi lại. Em không cần nói chớp, nhưng phải rất rõ ràng là tôi không có lý do gì mà ai chửi tôi cũng được. Dạ đúng rồi chị, lúc đầu em cũng dạy đó. Nhưng mà may mắn là em thấy khán giả ta rất là thương em. Có một bộ phận khán giả ta thương em, người ta nói ủa chị thấy trong chụp hình rất là lịch sự đâu, cái nuôi da mà hở hen sexy gì đâu, chỉ là hình mẹ đang ăn bánh đưa cái bánh để mổ mà làm sao mà có sữa nhanh được giống như mấy chị đang thường được, không có giọt sữa nào cho không. Đừng đừng nhìn qua chuyện đó, con đó tao để mổ hai đứa lận. Tới lúc đó thì bắt buộc là trời bé nó khóc quá, thì mấy cô nói là thôi bây giờ lấy sữa công thức ra rồi để cho pha cho em bé uống trước. Thì tội quá, em bé nó đói quá, cái đó luôn đưa sữa tức luôn đính hình đó, rất là ngoan. Thì bắt đầu tới cái tâm trạng là mình lo là bây giờ làm sao để có sữa. Thì tới cái ngày thứ hai rồi, hai cái uống em nó bự như hai cái dừa nó bự mà nó căng lên như vậy đó. Mà ở trong bệnh viện là người ta không có cho cái người để người ta để mà người ta massage rồi người ta làm căng, làm cái gọi là cho kích có sữa đó. Thì ở bệnh viện người ta cũng có luôn, nhưng mà ý là mình có một cái chị quen đó, chị làm rất là giỏi về vấn đề đó. Thì con bé Trâm đó là vợ của diễn viên Ngọc Trai, thì giới thiệu cho các em nói là chị ơi, khi nào mà chị đẻ xong mà chị bị tình trạng như vậy thì phải gọi cho chị này đi. Thì em vô tình em gọi cho chị đó, chị đó chạy vô cho bệnh viện có cho vô, nhưng mà chị đó giống như là vô là làm nhà vậy đó. Thì vô mình thấy cái vốn em nó em nếu như mà để qua một ngày thì thôi là coi như là
là nó áp xe rồi, kiểu giống như là nó sẽ bị sốt, nó hành sốt này kia. Trời ơi chị, tôi vô cái nhà tôi vú của em, bây giờ nhà một vậy chị, hư nó làm gì nè. Trời ơi bà nói xa rồi, bà say. Mà lúc đó chị biết không, người của mình thì sẵn dịch cái dưới nó đang ra, mình rất là mệt nữa. Hai cái tay em nắm lên cái giường bệnh vậy nè. Bà nói là bây giờ kêu là bây giờ hơi đau nha. Chuẩn bị tinh thần nha, bây giờ làm cái đau quá bà, đau quá ơi. Cái xong nó kêu bây giờ cố gắng đi, xong hai tay để lên cái thành gì nè. Em hư lên cái, bà làm đi, tôi chịu được. Em cắn răng nè. Xong rồi bắt đầu sữa nó ra chị. Sữa nó ra, những cái giọt sữa này còn và phương luôn. Mà nó đặc lắm luôn á. Mà chị biết sao không á, chị giống như nó ứng 2 ngày trời, nó ứng quá lâu rồi. Nếu 2 ngày trời cho nên là nó kiểu nóng cục á. Mình khi mà mình rời đến cái phần một của mình á, là chị sẽ thấy được từng cục. Giống như là ốc trâu. Dạ. Trời ơi, xong rồi em đâu có biết đâu, mình không biết massage. Em muốn biết cho em bé bú luôn chị, em cũng chấm ôm con em luôn. Tại lúc nó đẻ ra là nó 3,5 kg mà nó một cục nó đỏ hỏi như nè. Xong rồi đưa cho em đâu có dám ôm đâu. Em nhắm không? Sau khi cứ đặt bé xuống giường rồi em cứ để nó một bên, em chưa có vú mà cho bú, chị biết sao không? Cái đó thì nó nhỏ mà cái vú thì nó to, cho nên là em bé nó không có thể nào mà nó ngậm nguyên cái bầu vú bầu ngực của mình để nó bú được, cho nên là cái cục nó quả nó rất khó chịu, nó khóc mấy chị đó. Thì khi mà may mắn cái chị này khi vô cái tích sữa cho em thì nó đầu nó ra sữa, nhưng bà khuyến cáo em là qua ngày hôm sau là ngày thứ ba, tại vì mình bắt đầu mình làm cái đó thì qua ngày thứ ba thì nó sẽ rất là nóng, nó nóng và nó sẽ căng lên rất là nhiều. Bây giờ chỉ mới cái mắt xa nhẹ chứ lại đẩy được một số sữa ra, sữa non ra. Thì cái sữa non đầu tiên là ra được 20 ml, là cái sữa đó rất là tốt cho con, là đem cho con uống liền luôn đó. Thì qua ngày hôm sau chị sẽ tiếp tục đi vô nữa. Thì cái ngày hôm sau em nói chị nghe, 3 giờ chiều bà mới vô thì từ sáng cho tới trưa, trời đất ơi, ai cứu của em nó bự như nè. Nó bự hơn cái đầu em chị, bự hơn đầu con em luôn. Nó bự như nè, mà em tưởng tượng nó không hiểu tại sao mà mình mà đẻ xong cái bự dữ cho nó vậy, bự vậy nè, mà hả nó đỏ lên nó nóng chị, em đi á, em đi đâu có nổi đâu chị, em đi vô toilet đó là em cái bộ em giống như mà em đau á, em đau mà em đau quá trời ơi, em không thể tưởng tượng được mà cái vuông nó lại to như vậy, kinh khủng khiếp luôn mất rồi. Hôm đó là cái ngày em gọi chị, gọi chị xong chị vô giùm em, thì tính đó em còn không còn biết đau nữa, phải vô cái massage mới làm gì mới làm, xong mới nặng qua bên này mỗi bên được 3 ml, lúc đó bắt đầu sữa nó sẽ nó về nhiều và khi mình người ta mắc sai như vậy á thì nó làm cho cái sữa mình nó thông, bắt đầu nó có tia vậy. Trời ơi, bắt đầu vô mắt sao đâu có tia gì đâu, xong bắt đầu nó làm nó thông tia nó bắn ra chiếu đã luôn. Nhưng mà con em vẫn chưa bú được, tại vì cái vú nó quá bự và cái nấm nhỏ, cho nên là con em vẫn chưa bú được, bắt buộc em phải đặt. Đến khi mà em bé được 1 tháng thì lúc này á là muốn cho em bé có sự tình cảm với mẹ, cho nên là cho em bé bú song song với nhau thì em bé cũng chịu hợp tác. Nó bắt đầu muốn đi thích sữa này nhiều hơn. Và bây giờ em đã trở thành chuyên gia thích sữa. Em không còn tắt sữa nữa. Mỗi lần mà em đi đâu làm gì mà nó căng quá, cái là bắt đầu em dẹp được một cái khăn với một cái thau nước ấm. Xong rồi em nhúng vô nó nóng nóng, em bắt đi cái trường lên cái massage giống như những gì thì đó làm. Xong rồi cái em bắt sữa ra là bắt đầu là nó thông hết, cho nên là em khỏe lắm. Nó ấm thì nó sẽ mở những cái mà mặt ra. Dạ. Trời ơi, bây giờ em còn đi nghĩ lại cho mấy chị bầu khác nữa. Nói chung là một lần làm mẹ là rất là nhiều kinh nghiệm để chia sẻ lại. Dạ. Nó là một khóa học mà các bạn không có tiền lắm rồi, không có tiền được tiếp thu rất nhiều thứ. Một lần làm mẹ là một lần tốt nghiệp đó. Nhưng mà hồi đó chị em hỏi hà là chị có bị đánh xử như thế nào chị? Chị hỏi cô đó, em mới hỏi là chị mấy lần chứ. Sao lại hỏi có hay không? chị không có mổ, nhưng mà chị bị một lần chị bị căng sữa, chị bị sốt. Lúc đó là chị mất lại máu rồi. Đó, chị bị vỡ mau mạch á. Lúc đó chị toàn máu 2 túi sữa, máu khoảng 300 ml. Ôi, phải bỏ luôn tiền mà máu cho mình làm nặng dữ vậy ta. Thì đó là nó trộn lẫn cái sữa của mình á, nó ra một cái màu hồng đỏ. Rồi bây giờ bao nhiêu ngày, 5 ngày là được về nhà. Trở về nhà mới là câu chuyện chính thức của người mẹ bỉm sữa nè. Chăm con thế nào? Dạ, đầu tóc mặt tối chị. Mà cái kinh khủng nhất là dắt sữa. Ngày thám cử, tại vì lúc đó mới đẻ dắt sữa nó về ào lại luôn chị. Lúc đó em bắt là tới thời điểm bây giờ là một ngày em bắt là được 2 dắt sữa. Sữa nó vẫn nhiều, vẫn ào ạt, trộn phía quá trời luôn. Thì lúc em về là có tìm được một bà vú, thì bà vú nó rất là dễ thương và có một cái kỹ năng chăm em bé rất tốt, cho nên mình cũng yên tâm, cho nên là giao đó cho bà vú với bà ngoại với vú nó sẽ người chăm em bé trực tiếp. Thì em bé ở phòng bên đây, em ở phòng bên đây. Thì em là thời gian đó là em thứ nhất là em kiêm cử nè, rồi em phải hơ than nè, rồi rượu nghệ rồi này kia kiểu dạng vậy đó, ở cử hết. Xong rồi em còn phải tắt sữa nữa, mà lúc đó là 2 tiếng tắt sữa một lần, cho nên là em ngán mặt nhất là cái vụ tắt sữa. Tại vì em bé thì trộn biến cái đầu nó la quậy dễ lắm, tới giờ nay tiếng đồng hồ
cứ giống như một cái đồng hồ sinh học thôi, sẵn gì đó, 2 tiếng nè, rồi là đó bụng nhét bình sữa vô lại ngủ, nhét bình sữa vô lại ngủ. Nhưng mà em nói là em không ngủ được, hai con mắt em nó đen giống như là hai cái lọ nồi vậy đó chị, nó thâm đen luôn, trời ơi, mà nó sâu vô luôn, nhìn hốc hác dễ sợ luôn. Mà lúc nào cũng trong tình trạng là sù sề, là tại vì mới đẻ xong cái bụng em nó giống như là hồn 5 tháng rồi, nách là cổ là một người nó thâm đen mà trơn mà. Mình nhìn vô gương nó tự nhiên cảm thấy thương cho mấy mẹ bầu quá, thương cho mấy mẹ biển quá. Đẻ xong rồi á, cảm giác cái bụng nó hư hư hư, xong rồi mình cũng phải cố gắng để tiếp tục lên. Tại vì em thấy ở trên mạng có hay có những cái trường hợp là mẹ bị trầm cảm sau sinh, cho nên em cố gắng là em không muốn em bị giống vậy. Nhưng mà tại vì là mình có bà ngoại chăm nè, rồi có anh hai chăm, có chồng bên cạnh, rồi có bà chú chăm con, cho nên mình cảm thấy mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi, cho nên là mình cố gắng vui vẻ lạc quan hơn. Cho nên là lúc đó là mọi cái tâm thế của em đều cố gắng để có sữa cho con. 1 giờ sáng em tắt, 3 giờ sáng em tắt, 5 giờ sáng em tắt. Tại vì lúc đó là nếu mẹ không tắt là sữa nước khá lên luôn. Cho nên gì thế em? Dạ, nó ướt cái trơn áo em vậy. Lần đầu tiên em cảm giác nó ướt mình, em lại dạy luôn. Em ngay ngủ rồi tự nhiên ướt mẹ làm cây rồi, tới giờ lại sữa nữa. Cơ thể chắc, cơ thể của em mình sẽ nhiều sữa lắm. Đi đang tắm, tại vì mình tắm lúc nào cũng ngồi. Hay là mình tắm đang, mình đang đi tắm thì cũng 2 tiếng bóng lên này nè. Lần đầu là mình lại đi vô lấy được đồ nghề ra. Thì đó, chứ bây giờ em tắt quen luôn đó, em nghĩ là em đã tắt được hơn 4 tháng rưỡi rồi. Có đoạn nào mình đang tắt sữa mà mình ướt cho mẹ nó ra bớt bớt lên được một ngày mà nó giãn cái cữ vắt ra không? Thật ra thì bây giờ em quen với cái việc này rồi, nó giống như là một cái việc mà mình làm hàng ngày rồi, cho nên là nhà lúc đi quen thôi chị, ướt chứ ở lúc nào ướt thôi. Nhưng mà mình ướt kiểu đó con mình có sữa kề đúng không? Không rồi dạ. Cho nên bây giờ em quen rồi, em quen rồi. Em là một người rất là năng lượng, nhưng mà có chắc chắn là trong cái giai đoạn mình sinh con mình sẽ có nhiều thông tin em không có cái giai đoạn đó. Có chị, chồng mới sinh xong có tháng mấy ngồi khóc chị, mặc dù là mọi thứ em qua đợt đó là có con bé chơi quay lên chương trình đó thì mời em làm MC, mà lúc đó là con em mới được 1 tháng mà, thì thật ra là em cũng chưa muốn đi tìm, nhưng mà mình nghĩ là mình đã bỏ quá lâu rồi. Mình nghe người ta mời như vậy mình cũng vui, tại không nghĩ là khi mình đẻ xong là sẽ có người mời mình liền. Cho nên là em mới nói là bé ơi, chắc chị xin phép ông xã đó, tại vì chị cũng mới sinh xong và mình đi làm sớm quá thì không có tốt. Cho nên là mình hỏi ông xã, cho ông xã đi nghe chắc chắn không cho rồi, tại vì mới mà. Thì mình biết là mình đi không được rồi, và em cũng nghĩ là cũng nên đi. Nhưng mà mình sẽ có một cái chuyện đó, mình buồn, mình tủi thân, tại vì mình cảm giác giống như là đã lâu quá rồi mình không được làm nghề. Mình nhớ nghề, mình nhớ tất cả đồng nghiệp, mình nhớ những cái máy quay, nhớ những mọi thứ, tại mình không là một người mà sống rất là năng động mà. Cho nên giờ kêu ngồi yên một chỗ là làm không được. Cho nên là sau sinh là phải 1 tháng mấy là ngồi khóc, không mong làm vậy, tự nhiên cái ông xã nó kêu trời sư đỡ khùng quá, khùng khùng vừa vừa thôi, mai mốt đi 6 tháng đi con, khi nào đấy nó cứng cáp đi rồi cơ thể mình khỏe hơn đi, đừng quay gì quay. Tự nhiên cái ngồi khóc thì trời, kêu khóc thì đỡ buồn vậy thôi chứ đâu có quay được đâu. Mà sao tự nhiên được, nó nhìn thấy cái màn nó còn khóc nữa nè. Chị em không đi làm là nó quá trời lý do rồi, nó rất đủ tư cách để khóc. Thì buồn nó chạy khóc đó, nhưng mà tự nhiên khóc như vậy thì em nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình không tốt. Mà mình khóc mình bị stress rồi, mình sẽ không có sữa, không có sữa không cho con bú được. Cho nên là cố gắng một tinh thần vậy. Nói chung là em là người sống tích cực đó, thì cố gắng tích cực đó, tích cực một cách bất chấp luôn. Dạ, phải tích cực thì mình phải chọn, mình sẽ mình là phải chọn, một là mình làm nghề, còn hai là mình dành hết thời gian cho con để cho con nó lớn. Mình buộc là mình phải có hai tâm thế đó để mà mình lựa chọn đó. Chứ mập mờ là nó sẽ làm cho mình bị stress liền, đúng không? Ừ. Rồi bây giờ là tới cái câu chuyện là mấy tháng rồi, 5 tháng rồi là có rồi, nếu có là được rồi. Vậy chị, để nữa nữa hả? Ủa em nghĩ tới chuyện đó luôn hả? Em đi quá xa rồi. Cái chị nói 5 tháng là bắt đầu được rồi, thì anh ấy lại tưởng là thì được rồi đó, là được rồi đó. Là được chưa? Là được chưa? Là được chưa? Được thôi chứ nó bắt đầu tới một cái chương 1 trong chương trình này, đó là chương 1 phòng the. Dạ. Sau sinh đã 5 tháng, em bé 5 tháng rồi thì cái câu chuyện nói chung đi diễn thì chưa mà bút lịch lại chưa, bút lịch lại chưa, bọn đàn phim chưa bút lịch, chưa chọc bút lịch chưa. Ủa chưa là sao em kể cho chị nghe cuộc đời em lúc mà em đẻ nó gian nan dữ lắm. Em vừa đẻ xong thì mấy ngày cái nhà kế bên nó làm chị phải làm đông, nó làm nguyên cái nhà em. 1 giờ sáng hai mẹ con lúc đó em đang ở cử, mà 1 giờ sáng hai mẹ con phải ôm nhau chạy ra khỏi nhà. Tại vì cái nhà đó, đất mà sạn là tất cả mọi thứ nó rớt là đuổi. Xong rồi 1 giờ sáng chồng em nói, ôi giờ có nghe gì đâu. Thì mình biết là cái nhà cái bên nó làm rồi, nó đào hầm. Cho nên là nó nóng tạch rất
cái cọc đó nó rất là sâu, mà có mấy ngày nó rút lên, thì đâm ra nó rút sớm quá thì chiều hôm đó trời mưa, thì tối hôm đó nhà em bắt đầu nó cái biểu hiện là nó nghiêng, nhà em lên lầu, nó đang thẳng lên nó nghiêng nhà chị đó, mà cái bên đó không có cái nhà nào để chống cự để mà cản lại hết, nó đang làm mà. Thì một giờ sáng chồng em lên thấy tình hình như vậy, ông không có dám nói, nó sợ cho em hoảng, em hoảng hồn. Thì ông mới lên ông hỏi tất cả mọi người, bà ngoại rồi hỏi bà chú, hỏi em là có nghe gì không, thì mới nói không hiểu được. Một giờ sáng cái chú hàng xóm nhà này còn cứ cây đi làm gì nghe sột sột thôi. Còn mẹ em nó thì nghĩ là chú nhà sớm một giờ sáng đi đây sửa gì mà giờ này còn xây gì vậy. Xong thì ông đã đi rồi, thì ông mới nói cây thôi mọi người cứ ở đây em xuống coi nhà sao. Thì ông vừa chạy xuống thì ông nhìn là hai cái nhà của em, cái nhà hàng xóm kia bên nó tách ra bao nhiêu mẹ chị. Thì lúc đó ông sợ quá, ông mới gọi điện lên cho mẹ em, thì thằng em có mở loa. Mẹ em mới nói mẹ ơi chết rồi mẹ ơi, cái nhà của mình nó bị nghiêng. Thì khi mà em vừa nghe như vậy em không còn nghĩ một gì hết. Mẹ ôm cho con cái bụng này thôi, một cái lần kỷ niệm rất là dễ thương. Có nhiều chị còn vô nói là cái lúc của tôi có ổ tôi còn chưa được tập như vậy, tôi ao ước được một bộ hình kỷ niệm như vậy còn không được, tại sao lại chửi. Thì em lại may mắn nói chung là có một bộ phận khán giả người ta yêu thương em, người ta hiểu được, người ta vô chửi lại em. Cái này trong phần cửa mà tự nhiên nó xong em nói kêu là còn tự nhiên em chụp một bộ hình em thấy tự nhiên nó sẽ bị nó hồn mà nó hồn nào á, mà trong khi mình chỉ muốn giữ được kỷ niệm thôi đó. Cho nên là em là bản thân em mà cũng vừa dễ bị người ta ghét lắm, phía sau em ăn to nó lớn rồi em thẳng tính quá cho nên là dễ bị ghét lắm, mà biết giờ em quen rồi. Không nên quen mấy cái chuyện đó nghe, không nên quen mấy cái chuyện đó, nhưng mà mình phải quen với cái việc mình xử lý. Dạ. Xử lý những cái khủng hoảng như vậy, và chị nghệ sĩ thì tốt nhất là mình cứ im lặng trong những cái lời, tại vì mỗi người đều có cái cảm xúc riêng, mình không thích cảm xúc đó thì mình cứ qua vậy thôi. Để chị chia sẻ như vậy là để sau này chắc, tại vì Trâm cũng là một đứa sống rất là cảm xúc và bản năng, cho nên là biết đâu cái lời nói của chị nó sẽ sau này nó sẽ giúp được cho Trâm trong những cái xử lý tình huống để mình nhẹ đầu mình thôi. Dạ. Rồi tiếp tục tới câu chuyện ăn nhiều như vậy thì lên bao nhiêu ký? Lúc em chưa có bầu là 58 kg, bắt đầu em chuẩn bị em thả em bé đó. Trong thời gian mà em thả em bé em nói là mình phải có sức khỏe, cho nên là em cũng hành thang, cũng nói em cũng cần kiêng đủ hết trơn. Thì em lên được 62 kg, là lúc đó lên mấy ký rồi, là cái bụng em có lên bụng rồi, thì em đi bầu 3 tháng vậy đó chị. Rồi bắt đầu khi mẹ phát hiện có em bé xong em ăn nữa thì em lên tổng cộng lúc em sinh là 79 kg. Em lên hơi nhiều chị, đang trừ 20 cái gì cỡ là 20 21 á, 58, 58. À, mình có bình tĩnh với cái số ký 79 không? Là không, em bình thường à, em không quan tâm. Em chỉ biết quan tâm là ăn cái gì để tốt cho con, bổ cho con thôi, chứ em không sợ mặt. Nhưng mà bác sĩ có cho phép em lên cân nhiều như vậy không? Dạ thì bác sĩ cũng khuyên em là ăn được cái đồ mà bổ vô cho con nhiều hơn, đừng ăn nhiều mà đồ bổ mẹ. Thì mẹ không biết sao em ăn mà bổ mẹ không? Con cũng bổ nhưng mà em vẫn lên cái dù dù. Không hiểu sát không? Chỉ nó bình thường thôi, chứ bây giờ ở trên đời mà chúng ta có một cái công thức mà gọi là chính xác đúng về cái việc ăn là vô con hay không vô mẹ, thì chọn cái chuyện đó chắc người nào mà làm được chuyện đó đạt giải Nobel. Dạ. Em có đâu. Đấy. Ngày đầu cứ thèm gì cũng nên ăn, nhưng mà cái nào mà nó tốt mình hạn chế thôi, không thể nào mà mình kìm hãm cái cơn thèm của mình được. Lúc đó nó cũng ảnh hưởng rất là xấu đến con nữa. Dạ. Cái câu chuyện mà em ăn bầu mà em ăn nhiều như vậy thì chứng tỏ rằng là em được chăm sóc rất là kỹ và rất là được cưng ở trong gia đình. Có đúng như vậy hay không? Dạ, trong cái giai đoạn em có bầu thì chồng em cũng có cưng em. Tại vì nhà có hai vợ chồng à, thì thường là buổi sáng đó là chồng em sẽ đi mua đồ ăn sáng đó. Từ lúc mẹ có bầu là chồng em cũng cho em vô bếp nấu ăn rồi đó, là anh hai của em là người nấu cho cả nhà ăn luôn, là nấu cho em và chăm cho em. Thì có anh hai là cái người mà nấu đồ ăn cho em, còn mỗi buổi sáng thì là chồng em sẽ là người đi mua đồ.